Xin chào các bạn, trước mặt mình đây là tai nghe Bluetooth Canel K9. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có giá bán một số tính năng nổi bật, ví dụ như là âm bass mạnh mẽ này, rồi đeo thoải mái và có cổng AUX Line để cắm dây khi mà cái tai nghe hết pin, và đặc biệt là cái thời lượng sử dụng của nó lên tới tận 10 tiếng đồng hồ. Phía sau thì chúng ta sẽ có một số cái thông số về tần số này, rồi về trở kháng này. Rất tiếc là nó không có đề cập đến cái kích thước driver. Cận cảnh chút xíu thì các bạn có thể thấy là cái tai nghe này trong trường hợp mà nó hết pin thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được cái dây line 3.5 có 3.5 cắm trực tiếp vào điện thoại để sử dụng. Đây là cái dây line đây, 3.5 có 3.5, dài khoảng 1 mét, một đầu là chữ L và một đầu là đầu thẳng. Trong hộp thì chúng ta sẽ có thêm một sợi cáp sạc từ USB-A qua micro USB và một số sách hướng dẫn sử dụng. Thì các bạn nên đọc cuốn sách này trước khi dùng nha. Người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sạc pin này, rồi các cái cách kết nối như nào. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tai nghe có một cái màu xanh, nó khá là trẻ trung, rất là mềm mại nha. Các bạn có thể quay hai cái đầu này 180 độ như vậy, gấp gọn gàng và cho vào ba lô. Thì ở bên phía tai nghe bên phải nó sẽ không có gì, chỉ có một logo chữ Canel thôi, không có bất kỳ một cái gì hết. Trong này mình nghĩ là nó có một viên pin, mình nghĩ thôi nha. Bên này thì chúng ta sẽ có cụm 5 phím bao gồm tăng giảm âm lượng, mở nguồn, kiêm, dừng và play, phím chuyển bài và trở về. Phía dưới chúng ta sẽ có một jack 3.5mm và có một cổng sạc vào, cũng như là một cái micro nhỏ nhỏ ở đây để mà hỗ trợ khi mà chúng ta gọi điện. Về chất liệu mút của cái tai nghe này thì mình đánh giá nó khá là cao. Đây là một tai nghe dạng chùm đầu và khi đeo vào thì rất thoải mái. Ngay kể cả cái đầu của mình rất là to nha, mà mình đeo vào thì nó cũng không có cảm giác nó khó chịu. Cái đệm ở phía trên đỉnh đầu này thì nó cũng được làm bằng simili và có đệm mút ở phía dưới, sờ rất là êm. Mình đánh giá cái tai nghe này hoàn thiện khá là tốt, mặc dù cái mức giá của nó thì khá là rẻ. Các bạn có thể điều chỉnh cái kích thước của tai nghe ở đây bằng cách kéo ra như vậy. Cái này dành cho những người đầu to, những người đầu nhỏ thì các bạn có thể để ngắn lại cho nó vừa ôm sát cái đầu của mình, thì khi mà nghe nó sẽ thoải mái hơn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành kết nối cái tai nghe này với cái điện thoại Mi 8 Lite của mình ở bên tay phải. Các bạn có thể thấy đèn ở dưới này nó đang chớp xanh đỏ liên tục. Thì khi mà nó chớp xanh đỏ là nó đã sẵn sàng kết nối. Mình chỉ việc vào Bluetooth kiếm tên tai nghe là K9, sau đó kết nối. Rồi bây giờ thì mình sẽ nghe thử và đưa ra một vài đánh giá cơ bản. Như mình nói lúc nãy thì cái cảm giác đeo của nó khá là thoải mái. Khi mà đeo lên thì không bị đau ở cái vành tai, nó khá nhẹ nhàng. Cái tai nghe này thì thiên về bass nhiều hơn, còn mid và chép thì mình đánh giá là ở mức độ trung bình. Tức là cái này nếu mà các bạn nghe những nhạc nào mà có tiếng bass nhiều, ví dụ như là EDM, non-stop, DJ hay là pop rock thì rất là ok. Còn cái dải mid và dải chép của nó thì nó hơi bị tối. Khi mà nghe nhạc nhẹ thì cái giọng ca sĩ nghe nó không có được đã lắm. Và khi các bạn kết nối với Bluetooth thì các bạn có thể dùng những cái phím điều hướng ở bên phía tay trái này đây, để mà mình có thể mình tăng giảm âm lượng này, dừng này, hay là play này, hoặc là tua tới tua lui qua bài trở về. Đó, các bạn có thể thấy mình đang bấm qua bài này. Bây giờ mình sẽ ấn dừng thử lại. Còn trong trường hợp mà cái tai nghe này hết pin thì nó vẫn sẽ sử dụng được bằng cách là các bạn sẽ dùng cổng AUX đây, line in như vậy nha. Thì cái đầu jack thẳng mình sẽ cắm vào tai nghe, còn đầu 3.5 mà có jack chữ L thì mình sẽ cắm vào điện thoại như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ nghe thử nha. Về cảm quan thì cái chất lượng âm thanh nó không hề thay đổi. Tuy nhiên khi mà các bạn cắm cái dây 3.5 qua 3.5 này nối từ tai nghe với điện thoại thì sẽ không thể sử dụng được cái bộ phím home này.
Đây là một điều nó khá là bất tiện nha. Tức là các bạn hoàn toàn phải chỉnh âm lượng bằng tay. Và khi các bạn nghe cuộc gọi hay đàm thoại một cuộc gọi thì các bạn cũng sẽ phải thao tác ở trên màn hình của điện thoại, chứ không thể nào mà thao tác trả lời cuộc gọi ở trên tai nghe được. Nó khá là bất tiện nên là mình khuyến khích vẫn dùng Bluetooth. Bluetooth pin 10 tiếng thì thực sự là một con số khá là ấn tượng đấy chứ. Tai nghe này đang được bán tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá bằng 70% giá niêm yết, tức là 315.000 đồng, đi kèm chính sách bảo hành là 1 đổi 1 nếu có lỗi của nhà sản xuất trong vòng 1 tháng. Vậy thì anh em thấy cái tai nghe này như thế nào và có sẵn sàng bỏ ra 315.000 đồng để sở hữu nó hay không thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com.